Em là bạn thân nhất của Hoàng ha. Thường là mình có đi chơi đá bóng gì với Hoàng không? Dạ có, tụi em đi đá bóng ở dưới sông. Hoàng đá giỏi không? Dạ Hoàng đá cũng tốt. Như thường có gây gỗ gì với bạn bè không? Ở trong dạ lớp không, đó. Hoàng cũng hòa đồng lắm. Hòa đồng lắm ha. Hơi nóng tính không? Với lại tính hơi cọc cặn. Mình có thấy là Hoàng có đua đầu gì không? Dạ không, Hoàng không đua đầu. Không đua đầu ha. Dạ. Lúc mà em hay tin cái sự việc này nó xảy ra đó. Dạ. Thì có tin sự thật không? Dạ không, em không nghĩ bạn Hoàng như vậy. Dáng miệng bắt gió tạm gió trời nắng, có cần chị đau đớn bằng cảnh cha lìa con. Cha ơi hình bóng đơn trang của cha, chúng con đâu còn thấy lời giải bảo ôm hồn của cha, chúng con cha hết lòng cùng tỉnh bụng thờ. Giữa con cháu tranh nhau tắm lo ngày những gia tập, có tử biết kẻ còn người mất, mà chữ sanh ly cháy chất ngàn tu hoàng cho ngôi tỏ mệt ơ mù. Cụ mẫu ân thăm trung ngũ biệt, phụ thê nghĩa trọng giả phân ly. Nhân tình tở liễu đồng lâm phúc, mà đại nhãn lại thời khắc tử quy. Mô tất cả đắc ta, mô tất cả đắc ta, mô tất cả đắc ta, mô tô rô bà gia, mô tô rô bà gia, mô tô rô bà gia. A nga nga na tam bà, nga nga na tam bà, nga nga na tam bà. Chắc anh ơi, mỹ chỉ biến hư tâm, duyên nguyện hương linh giác bảo mang. Mô mỹ hương trái bồ tát a tát, mô mỹ hương trái bồ tát a tát, mô mỹ hương trái bồ tát a tát. Nhất nga đức thanh lớn bởi cao cho đánh đường nga tràng, thượng linh giai âm liễu bảo sanh phát du cha. Thank you.
lên gác xuống lầu mà con giấc ca già đầm sâu nặng ngày. Cha không biết mà ngựa lên xe bọn con đợi giấc ca chiều về lang thang. Cha không giữ trả bạc dành bọn con khổ cỡ ngàn liễu ở canh. Thương con cha bỏ sao đầm hai gì phố phần cha đầm cái biết ly. Nhỏ còn thơ dạy biết chi lớn mà con nói rõ cha đầy dạy công. Cố gắng lên nha chị. Một không ai đưa con đi học rồi. Mẹ không biết chạy xe rồi những ngày sắp tới ai sẽ đưa con đi học đây? Chị gắng ăn uống vô nha chị. Gắng cố gắng nha chị. Cha thì ra đi, còn con thì mãi mãi phải chịu chút pháp lực với cái việc làm của mình rồi với cô chú anh chị. Nhìn anh không thật chịu nổi. Dạ. Không bình thường như mình chết. Đây bạn học của người ta à? Ờ, của Duyên Hoàng đó. Bạn học. Đây là bạn học của bé Hoàng, cô chú chị. Ít có tuổi này nè, cô chú chị. Theo bài học của con nghe, đừng có học hỏi theo những gì xấu của bạn mình nha. Thì ba mẹ nói gì mình phải nghe lời chứ đừng có cãi lời. Bạn học lớp mấy tụi con? Lớp 9 hả? Học chung tụi con luôn hả? Chung trường lớp luôn hả? Đây bạn học lớp 9 của bé trai cũng vừa sát hại cha của mình đó cô chú chị. Mấy bạn qua đây thì qua đây tụi con vô chỗ nút nhang cho ba của Hoàng đi. Mới học mới 8 lớp 9 thôi cô chú chị. Bé còn quá thơ luôn, những cái gì mà bé đã làm tội lỗi lớn cho cha của mình. Mấy bé qua trong để thắp nhang cho
Đây là bạn học chung của bé Hoàng của chú chị. Mấy đứa lại ngồi chia buồn chút xíu đi mấy đứa ơi. Cho anh hỏi xíu rồi nói tiếp. Em là bạn học của Hoàng hả? Thường ngày là Hoàng học giỏi hả? Dạ. Không, nó học giỏi luôn á. Đúng là nó học giỏi trong lớp luôn á. Dạ không có giỏi lắm. Có sao con nói vậy? À, Hoàng có quậy quạng gì trong lớp không? Có năng động không? Dạ em cũng không thân với bạn Hoàng lắm. Mấy bạn cũng có quậy. Ngủ hơi nhiều trong lớp. Vô lớp là ngủ nhiều hả? Thì có khi nào không thuộc bài không? Dạ cũng có. Thì mình học chung với Hoàng là mấy năm rồi? Từ học năm lớp 8 tới giờ thì chắc gần bạn Hoàng dữ lắm ha. Bạn Hoàng có thường đi coi hay đi đá banh hay là đi cà phê cà pháo gì không? Em cũng biết rồi, tại em không có thân lắm, em chỉ là bạn cùng lớp thôi. Bạn cùng lớp nha. Rồi có bạn nào mà bạn nào chơi đá banh chung không? Đi chơi đá banh được chung với Hoàng không? Dạ bạn đó.
Mình đã ha, đây là cho anh hỏi xíu rồi. Nó là em tên gì? Dạ em tên Dễ. À Dễ ha. Dễ thường đi chơi với Hoàng ha? Dạ cũng thường mà ít ha. Dạ. Thường là trong lớp là Hoàng có cũng như là năng động gì không? Cũng có mà kiểu là vẫn vui thôi. À vẫn vui thôi ha. Lúc mà hay tin Hoàng như vậy đó là mấy đứa có tin đó là sự thật không? Không. Lúc là em không có tin nhưng mà khi buổi sáng em chạy vô thì mới thấy là khi hợp vô thì mới tin. À mới như là khi cái cô áo quan cho ba Hoàng thì mới tin ha. Dạ. Ừ. Thì thường có đi đá banh chung với Hoàng không? Có, từng nào cũng có. Có hôm qua là không có, tại vì không biết lịch. Chùa luôn, lịch ha. Chùa luôn. Thường là ngày nào cũng mình đá hay sao? Dạ, chỉ có buổi chủ nhật là đá. À, chủ nhật đá thôi. Như là Hoàng có đá vị trí nào? Đủ cái gì là loại vị trí hết. Đủ loại vị trí chân ha. Thì trong lớp là Hoàng thân nhất là ai? Dạ, bạn Phúc. Bạn Phúc ha, có bạn Phúc ở đây không? À, anh hỏi xíu qua Phúc. Ừ. Em là bạn thân nhất của Hoàng ha. Dạ. Thường là mình có đi chơi đá bóng gì với Hoàng không? Dạ có, tụi em đi đá bóng ở dưới sân. Hoàng đá giỏi không? Dạ Hoàng đá cũng tốt. Ừ, như thường có gây gỗ gì với bạn bè không? Ở trong dạ lớp không, đó. Hoàng cũng hòa đồng lắm. À hòa đồng lắm ha. Kiểu hơi tính học. Hơi nóng tính không? Với lại tính hơi cọc cặn. Ừ, mình có thấy là Hoàng có đua đầu gì không? Dạ ông Hoàng không đua đầu. Không đua đầu ha. Dạ. Lúc mà em hay tin cái sự việc này nó xảy ra đó. Dạ. Thì có tin sự thật không? Dạ không, em không nghĩ bàng hoàng như vậy. Ừ. Như là mình không có tin là Hoàng tác động với cha là như vậy ha. Dạ. Thì lúc đó thì nghe tin là lúc mấy giờ? Dạ em nghe tin lúc là gần 1 giờ sáng, mấy bạn trên Facebook đồ, mét đồ nhắn tin cho em. À. Thì hôm nay thì mình cũng như là bạn bè rồi mình rủ nhau đến để viếng, để tiễn ba của Hoàng ra đi đấy ha. Dạ. Thì hôm nay thì anh cũng hỏi mấy đứa để chia sẻ về cái cháu em Hoàng này thôi à. Để cho cũng như là quý cô chú anh chị biết đó. Biết về cái cuộc sống của Hoàng trước khi là tác động với cha mình là cuộc sống có tốt hay không thôi. Thì đặng cho sau này cũng như là những cái người cha hay người mẹ gì đó, đặng có thể là đừng có một lúc nóng giận nào đó mà tác động vào con của mình, để mà con của mình là mà giống như suy nghĩ quẩn vậy đó, là những điều không tốt, đúng không? Thì anh cũng cảm ơn mấy đứa nha, đã chia sẻ cho anh.